Here I come. Oh, here I come. We have a city to burn. Cyberpunk 2077, một tựa game bị nhà phát hành quảng cáo quá mức đến nỗi khi chiếu trailer thì tung hô nó như một siêu phẩm làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp. Nhưng đến lúc game ra thì thôi, những tính năng được hứa hẹn cứ như người yêu của tôi, chả thấy đâu. Nhưng các bạn tưởng đây là cái trailer lừa nhất á? Các bạn lầm to rồi, chắc thời gian nó làm các bạn quên đi một tựa game nổ còn to hơn và thất bại nặng nề không kém cạnh gì Cyberpunk 2077. Nhưng rồi sau 6 năm ra mắt, bằng một cách quy bu nào đó nó lại thực hiện được một phép màu. Tựa game đấy là gì? Tôi không nói anh em cũng biết, tại vì anh em đọc tiêu đề là anh em biết rồi. Thế thì ngày hôm nay xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh, để cùng tôi tìm hiểu về cuộc hành trình chuộc tội của No Man's Sky. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Ý tưởng về No Man's Sky được thành trong đầu của Sean Murray, một cựu lập trình viên tại EA. Khi đó, anh ta dành nhiều năm trời làm việc với series đua xe Burnout tại studio Criterion Games. Và boom, từ năm 2001 tới năm 2011 đã bị ông lớn EA đặt hàng sản xuất đến tận 7 phần của dòng game này trên đủ các hệ máy: Burnout 2001, Burnout 2002, Burnout 3004, Burnout Legend, Burnout Revenge 2005, Burnout Paradise 2008 và Burnout Crash 2021. Tôi dành hết lượng oxy còn lại trong phổi của tôi để kể ra như vậy, để các bạn thấy rằng mức độ vắt sữa của EA kinh khủng như thế nào. Và đây là một trong những lý do khiến Sean Murray cùng một số người tách ra thành lập studio của riêng mình, Hello Game. Đã có giai đoạn anh này phải bán cả nhà để duy trì kinh phí cho Hello Game hoạt động. Sản phẩm đầu tay của studio nhỏ đến từ nước Anh này là Joe Danger. Tựa game đã giúp Hello Game lọt vào top danh sách 100 công ty tại Anh sáng tạo nhất trong năm 2010, tạo cơ sở đến Sean và đồng nghiệp tiếp tục sản xuất hậu bản Joe Danger 2. Nhưng đây lúc mà ông này tự nói với mình rằng: khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây, sau cái Joe Danger 2 thì mình làm cái gì đây? Joe Danger 3 à? Rồi cả cuộc đời của mình làm được bao nhiêu game? Và các bạn biết gì không? Một trong những ước mơ thuở bé của Sean Murray là trở thành phi hành gia. Và thế là câu chuyện của No Man's Sky bắt đầu. Sau sự thành công của Joe Danger, trong lúc vẫn đang còn phát triển Joe Danger 2, Sean đã phải dành vài ngày trong tuần để thiết kế một engine mới cho tựa game bí mật của mình. Thậm chí, cho đến trước ngày No Man's Sky được giới thiệu tại Video Game Awards 2013, chỉ có 4 người tại Hello Game, bao gồm cả Sean, được biết về dự án này. Cuối cùng, nhờ có sự khích lệ từ Jeff Keighley, No Man's Sky đã xuất hiện tại một trong những sự kiện lớn nhất làng game 2013. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là đỉnh cao của cơn sốt mang tên Hello Game. Trước khi trình chiếu đoạn teaser tại Video Game Awards 2013, Sean đã phải gửi nó đến một số ông lớn trong ngành game. Và No Man's Sky được Shahid Ahmad, trưởng bộ phận phát hành game độc lập tại Sony Europe, để mắt đến. Sony thậm chí đã đề nghị giúp đỡ về mặt tài chính để sản phẩm của Hello Game được xuất hiện trên nền tảng PS4 của mình. Nhưng lúc đấy anh Sean anh chảnh lắm, thế là anh từ chối. Bởi vì cái anh ta cần ở người khổng lồ Nhật Bản là một thứ mà tiền chưa chắc đã mua được. Đấy là tình. Ở đây không có sẻ gầy đâu nhé. Thứ anh ta cần là một màn ra mắt tại show của PlayStation tại hội chợ E3 2014. Và như tất cả chúng ta đều biết, anh ta đã được toại nguyện. Thậm chí là giám đốc marketing của Sony UK, Fergal Gara, cho biết sẽ đầu tư quảng cáo nó như một tựa game do chính Sony phát triển. Và cái gì đến cũng đã đến. Vào kỳ E3 2014, trailer gameplay của No Man's Sky được Sony và Hello Game tung ra như một game độc quyền cho hệ máy PlayStation. Trong chỉ 3 phút, người xem được dẫn tới một hành tinh lạ và thảm thực vật đầy màu sắc với những con thú hoành tráng không kém gì phim công viên kỷ Jura. Chưa dừng lại đó, game còn có hệ thống di chuyển, chiến đấu phi thuyền cực kỳ ấn tượng, tưởng như không kém cạnh gì phân cảnh chiến đấu của Star Wars. Đoạn trailer đó đã nhanh chóng đưa tên tuổi của Hello Game lên mọi mặt báo lớn nhỏ, còn No Man's Sky thì nhanh chóng trở thành tựa game bất ngờ nhất năm đó. Một năm sau, tức tại E3 2015, Sean Murray xuất hiện trên sân khấu một lần nữa. Nhưng dĩ nhiên, lúc này No Man's Sky là cái tên mà ai cũng biết. Thế là anh cầm controller và cho cả thế giới thấy sản phẩm của mình. Một cuộc chiến không gian giữa hai phe phái và người chơi có thể chọn lựa giữa tham gia hoặc thấy chuyện bất bình công chân bỏ chạy. Một vũ trụ được máy tính tạo ra cực kỳ rộng lớn với nhiều hành tinh đến nỗi sẽ có những hành tinh chẳng bao giờ có dấu chân người tới. Một tựa game mà người chơi có thể đi đến bất kỳ đâu họ muốn. Nó có giàu thường, buồn bán, chiến đấu, thám hiểm, sinh tồn. Nói chung là gần như tất cả mọi thứ đều nằm trong khả năng của người chơi. Không cần phải nói, No Man's Sky một lần nữa khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Trong bài phỏng vấn của IGN khi đó, cái anh chàng Sean này còn khoe đã trình chiếu gameplay của tựa game này cho Elon Musk và đạo diễn Steven Spielberg. Nghe thì ngầu đấy, nhưng sự thật thì đúng là ngầu thật. Thế là trong khoảng thời gian từ khi công bố cho đến khi ra mắt vào năm 2016, Sony đã giúp Sean có rất nhiều cuộc phỏng vấn nhằm quảng cáo cho tựa game của mình. Thậm chí còn được tham dự talk show của Stephen Colbert. Nên ta tiết lộ rằng tựa game có đến 18 quintillion. Một đơn vị mà theo tôi Google thì có nghĩa là 18.000 tỷ tỷ hành tinh. By the time, like even if a planet was discovered every second, you know, we would still all be dead before they were all discovered. Our sun would have burned out, our own sun. Hoàn toàn được máy tính tạo ra một cách tự động và không cái nào giống cái nào cả.
Khi được hỏi về hình dáng của người chơi, Shane Murray cho biết người chơi không thể nhìn thấy bản thân mà phải nhờ đến những player khác. Một trường hợp cực kỳ hiếm bởi kích thước khổng lồ của vũ trụ, tức là các bạn chẳng bao giờ gặp được nhau đâu. Và cứ thế, cho đến ngày ra mắt, No Man's Sky được vẽ nên như một tựa game vô tiền khoáng hậu, hứa hẹn sẽ trở thành một hiện tượng trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Thế nhưng... mặc cho việc một số người bắt đầu hoài nghi về tính khả thi của những tính năng mà Shane Murray đã hứa hẹn là sẽ có trong No Man's Sky, thì đa phần game thủ vẫn tin chúng là thật, bao gồm cả tôi. Gà thật sự ạ. Đồ ngu. Tuy nhiên rồi những hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt. Cái tên Hello Game tràn ngập trên mặt báo, nhưng không phải là với các lời khen, mà là lời chửi bới và gạch đá. Chỉ ngay trong ngày đầu ra mắt, tức ngày 9 tháng 8 2016, đã có hai người chơi PS4 stream lại quá trình mình ở cùng một chỗ trên cùng một hành tinh, nhưng lại không thể nhìn thấy nhau. Nó như một phát súng mở đầu, khiến người ta bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về tính chân thực của những bài phỏng vấn mà Shane đã tham gia. Rất nhiều YouTuber, rất nhiều streamer đã tham gia cuộc truy lùng những sự khác biệt giữa No Man's Sky trong các video quảng cáo và từ game thật. Tôi sẽ cho các bạn xem như hình ảnh thể hiện sự khác biệt đấy. Các bạn hãy tự đánh giá, anh em nhỏ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đấy. Ngay trong ngày đầu ra mắt, Dataminer đã phát hiện ra những asset được để lại trong game rất giống với những gì đã xuất hiện trong trailer hành tráng đã từng được chiếu tại E3. Đây hóa ra chả phải trùng hợp. Đoạn trailer đó tuy đúng là được ghi hình trực tiếp trong game thật đấy, nhưng cái hành tinh được lên hình thì không hề do máy tính ngẫu nhiên tạo ra, mà được Hello Game thiết kế thủ công bằng tay. Bảo sao những con khủng long rồi cây cối lại đẹp như thế. Nhìn sang game thật thử xem. Ui ôi, sợ quá. I think people watching this would wonder why you're showing this area again. Like, what's so special about demoing the game on this planet? Oh no, no, it's just a place that looks nice. Lúc này, người ta mới lục lại một đoạn phỏng vấn khi Shane Murray được hỏi, vì sao anh lại chọn hành tinh này để cho vào trailer? Sau một hồi ngập ngừng, anh ta trả lời rằng, bởi vì trông nó đẹp. Ủa khoan, vậy tức là mấy hành tinh còn lại xấu đúng không? Đúng, bởi vì đấy là sự ngụy biện để che giấu sự thật rằng cái hành tinh trong trailer đấy là môi trường được thiết kế riêng để quảng cáo. Đỉnh điểm có lẽ là một user Reddit đã tổng hợp danh sách khổng lồ những chức năng mà Shane Murray và Hello Game đã hứa hẹn qua bài phỏng vấn lẫn gameplay trailer. Từ hành tinh không hề di chuyển theo quỹ đạo để tạo nên chu kỳ ngày đêm như đã hứa. Các loại phi thuyền khác nhau thì thực chất là khác nhau về mặt ngoại hình mà thôi. Động vật trong game thì ngoại hình quái thai không khác gì những con trong Elden Ring, nhưng Elden Ring là do cố tình như thế. Ngoài ra thì chúng cũng chỉ có hai trạng thái. Một là nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng vào tấn công người chơi. Hai là như phê cần đi lại trong vô thức, không hề có những cảnh các con thú truy đuổi, tấn công lẫn nhau. Thậm chí là những con vật này dường như bước ra từ phim ám ảnh kinh hoàng. Chúng cứ thế đi xuyên qua cây cối mà chẳng hề khiến cây cối lung lay. Các bạn hãy quên, quên hết đi những lời quảng cáo của Shane Murray. Bởi vì No Man's Sky không phải là game phiêu lưu vũ trụ, nó là game kinh dị, anh em nhỏ. Giữa tình cảnh nước sôi lửa bỏng đấy, Hello Game chọn cách giữ im lặng, mặc cho người chơi cầu khẩn. Sau này, tại hội nghị các nhà phát triển game 2019, Shane Murray đã tiết lộ rằng khi đó studio đến từ Anh quyết định thể hiện quyết tâm chuộc lỗi của mình, nhưng không dùng lời nói mà là dùng hành động. Anh chàng kể rằng, đây là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với mình nói riêng và cả đội ngũ nói chung. Khi mà đã nhiều lần anh ngồi soạn ra blog giải thích mọi thứ như những dự định cho đứa con tinh thần của mình, rồi lại ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong, xóa nó đi. Thế là phương thức liên lạc duy nhất với người chơi trong gần 2 năm sau khi No Man's Sky ra mắt của Hello Game là qua những bass note mỗi khi chúng được tung ra. Đúng là không giống dòng họ Hứa nhà tôi, anh Shane Murray nói ít làm nhiều. Dĩ nhiên, cách làm này khiến không ít người nghĩ rằng mình bị lừa rồi. Còn Shane Murray đã cao chạy xa bay với số tiền bán game, thậm chí là miệng lưỡi thời gian còn đồn rằng Hello Game đã giải thể. 3 tháng sau. Gần 3 tháng kể từ khi màn ra mắt thảm họa, bản cập nhật 1.1 có tên gọi là Foundation Update được tung ra một cách cực kỳ bất ngờ. Nó mang đến một loạt những cập nhật đáng kể, một trong số đó là chức năng xây dựng căn cứ, một thứ đã từng được hứa hẹn sẽ có trong game, nhưng chẳng thấy đâu. Bên cạnh đó là hai chế độ chơi mới, chế độ sáng tạo và chế độ sinh tồn được thêm vào game. Tuy vẫn còn rất xa với những gì mà Shane Murray hứa hẹn, nhưng bản cập nhật này đã lấy lại phần nào lòng tin của người hâm mộ, cũng như là cơ sở để một ngày No Man's Sky đạt được những thành công của ngày hôm nay. Sau Foundation Update, đều như vắt chanh, cứ vài tháng thì một bản cập nhật mới của No Man's Sky được tung ra. Pathfinder Update cho người chơi khả năng chia sẻ căn cứ, ngoài ra bổ sung thêm phương tiện đi lại, cùng những nâng cấp về mặt hình ảnh như tăng độ phân giải của tester hay hiệu ứng ánh sáng. Bản cập nhật 1.3 mang tên Atlas Rise thêm vào game gần 30 tiếng cốt truyện, kèm theo khả năng voice chat. Úi trà, quá tuyệt vời! Năm 2018 đánh dấu sự trở lại của Shane Murray khi anh ta lần đầu tiên tham gia phỏng vấn sau gần 2 năm vắng bóng.
Người sáng lập Hello Game thừa nhận mình đã mắc nhiều lỗi trong việc giao tiếp với cộng đồng, cũng như là chia sẻ về game của mình quá sớm khi mà rất nhiều tính năng vẫn còn đang trong giai đoạn lên ý tưởng. Dĩ nhiên, Sơn không trở lại tay không. Anh ta mang theo bản cập nhật lớn nhất cho đến lúc đó là No Man's Sky Next. Phiên bản cập nhật 1.5 này đã xóa bỏ thứ đã đem đến sự sụp đổ của No Man's Sky khi xưa, tính năng multiplayer. Người chơi có thể đồng hành cùng bạn bè, xây dựng căn cứ hay tham gia vào các nhiệm vụ đặc biệt yêu cầu tổ đội. Hello Game cũng bổ sung chế độ góc nhìn thứ ba, kèm theo là khả năng tùy biến nhân vật của người chơi. Ta-da! No Man's Sky lột xác, dần dần trở thành trò chơi mà Shin Murray đã từng mô tả. Nhưng Nam Tử Hán nói được làm nhiều hơn cả nói. Hello Game không hề muốn dừng lại đó. Cho đến nay, No Man's Sky vẫn tiếp tục được cập nhật đều đặn và không có dấu hiệu dừng lại. Ở một cái thế giới mà trong game bắn súng người ta còn bán hồng tâm thì lạ lùng thay, nhưng bản cập nhật của No Man's Sky hoàn toàn miễn phí. Và như các cậu có câu mài sắt có ngày chai tay, sự cố gắng của Shin Murray và cộng sự đã đem lại quả ngọt khi mà tựa game No Man's Sky đạt giải Best Ongoing Game tại The Game Awards vào năm 2020. Hiện tại, bằng một cách nào đó, tựa game 6 tuổi No Man's Sky có số lượng người xem trên Twitch cao gấp nhiều lần Battlefield 2042 của EA, một bom tấn mới chỉ ra mắt vài tháng. Nhưng mà đấy không phải là do Battlefield 2042 dở đâu, do No Man's Sky hay đấy, nhá. Thế thì câu hỏi đặt ra là, liệu những lời hứa của Shin Murray trước kia là lừa gạt hay là tham vọng? Ngay sau khi No Man's Sky được ra mắt, người ta nhìn lại những hứa hẹn của Shin Murray trong các cuộc phỏng vấn trước đó và cho rằng anh ta đang nói dối một cách trắng trợn. Tại sao lại mô tả một tựa game khác sao hoàn toàn với sản phẩm mà Hello Game cung cấp lúc đó? Theo tôi, Shin Murray không hẳn là lừa dối, mà chỉ đang mô tả về tựa game mà anh ta có trong đầu mà thôi. Đáng tiếc rằng nó quá tham vọng và không thể nào thành hiện thực vào năm 2016. Bên cạnh đó thì một phần lỗi cũng nghiêng về Sony, bởi vì cái gì thì cái, game hay thì hay đấy, nhưng mà ông từ từ thôi. Người ta chỉ lên ý tưởng thôi, ông chưa gì đã quảng cáo ông sùng đấy. Tôi mà là tôi cách đây 10 năm thì ông no đòn rồi đấy. Tâm hồn mấy nhỏ của tôi không được toxic nha. Trong bài phỏng vấn với trang The Guardian vào năm 2018, Shin Murray đã từng nói rằng khi No Man's Sky sắp sửa ra mắt, ông đã từng sẵn sàng chặt tay để có thêm thời gian. Một quyết định hết sức trẻ trâu, bởi vì chặt tay rồi, có thêm thời gian rồi, tay đâu mà làm. Giải thích cho sự trẻ trâu của mình, anh cho biết vào thời điểm đó, Hello Game biết rằng sản phẩm của mình còn quá nhiều thứ cần hoàn thiện, nhưng dưới sự mong đợi của cộng đồng lẫn sức ép về tài chính, họ buộc phải tung ra sản phẩm chưa hoàn thiện của mình. Cái sai của Shin Murray và rất nhiều những người khác như Todd Howard của Bethesda đó là hứa hẹn về những tính năng quá tham vọng chưa được thực hiện, thậm chí mới chỉ là giai đoạn ý tưởng mà thôi. Nhưng khác với Bethesda, Hello Game là một studio chỉ có hơn 10 người, nên việc họ không kịp chạy nước rút để đưa chúng vào game cũng như không đủ tài chính để trì hoãn việc phát hành là điều dễ hiểu. Còn Todd Howard đeo buồn nòi nữa. Nhờ doanh số bán khổng lồ khi game ra mắt, Sơn và các cộng sự có thể dành nhiều năm sau đó để cập nhật, bổ sung content vào game, đưa nó trở thành sản phẩm mà họ đã từng hứa hẹn. Cuối cùng, vào ngày 13 tháng 4 2022, trong bài phỏng vấn với trang IGN, Shin Murray cho biết sản phẩm tiếp theo của mình đang được phát triển tại Hello Game từ năm ngoái. Nó không phải là No Man's Sky 2, mà là một sản phẩm hoàn toàn mới, nhưng cũng tham vọng không kém gì No Man's Sky. Thậm chí là được chính anh ta mô tả rằng, đến 1.000 người cũng không thể làm nổi từ game này. Và các bạn biết gì không? Tôi search trên Google thì nhân viên tại Hello Game ngay thời điểm tôi làm video là mấy chục người. Tôi là tôi không muốn toxic đâu. Nhưng mà này nhá, tôi biết anh gáy và anh làm được, nhưng mà anh gáy bẩn như thế là anh không xem dòng họ hứa tôi ra gì rồi đấy. Thôi thì để tôi và anh em game cực hay chóng mắt lên xem liệu anh có rút được bài học nào từ No Man's Sky không nhá. Đến đây thì video nó hết rồi. Nếu các bạn thấy hay và giải trí thì đừng quên like, share cũng như nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của game hay. Còn bây giờ, tôi là Hứa Văn Bình. Xin chào và hẹn gặp lại. City, we all sin. If I bring a couple rounds, we-